Với những anh em nào thích một chiếc laptop ăn chắc mặc bền, dùng máy là phải thật bền thật ổn định thì chắc chắn hãy cân nhắc tới em máy ThinkPad T480 này nha. Sử dụng chất liệu sợi carbon nên máy rất bền, đạt tiêu chuẩn quân đội Mỹ 810G. Toàn bộ máy phủ nhám, chống bám mồ hôi vân tay. Đã thế lại còn có đầy đủ tất cả các cổng kết nối nữa chứ. USB-A, HDMI, audio 3.5. Có cả hai cổng Type-C kiêm sạc cho máy luôn. Bên cạnh đó thì cũng có cả cổng mạng LAN và khe cắm thẻ nhớ SD nữa. Thậm chí là có cả gạt để che webcam như thế này nữa để tránh bị nhìn trộm, an toàn bảo mật. 10 điểm cho sự tinh tế của ThinkPad. Cấu hình thì vẫn đủ dùng ở thời điểm hiện tại, nhưng mà anh em thích dùng lâu dài và lên Windows 11 thì nên chọn option Intel đời thứ 8 trở lên. Màn hình 14 inch với rất nhiều tùy chọn, nhưng mình sẽ khuyên anh em nên lựa chọn phiên bản Full HD là đủ dùng rồi nhé. Có một nhược điểm của em máy này đó chính là viền màn hình hơi dày, hơi kém sang một chút. Nhưng với những anh em nào mà thường xuyên di chuyển đi lại nhiều thì viền màn hình dày cũng giảm bớt những rủi ro va đập khi mà mình bỏ vào trong túi hoặc bỏ trong ba lô. Trọng lượng của em này lên tới 1,58kg, sẽ hơi mập mạp so với thân hình 14 inch của em đó. Với các anh em thì còn thích, chứ với các chị em thì là khó yêu rồi. Tổng kết lại, đánh đổi sự nhỏ gọn như X1 Carbon Gen 5 thì quất em ThinkPad T480 này chứ còn gì nữa. Chốt luôn bạn ơi!